khoảng thời gian ta được phép sống chậm lại, nhìn lại những thành tựu đã đạt được trong năm cũ, những dự định cho năm mới. Cũng là lúc ta sum họp, tụ hội với bạn bè, gia đình. Dù vậy, trước những diễn biến khó lường của COVID-19, Tết này, có lẽ lựa chọn ở nhà sẽ là lựa chọn được nhiều người cân nhắc hơn cả. Nhưng ở nhà xem gì? Để vẫn tận hưởng trọn vẹn Tết nhất, hãy cùng Spider Room tìm hiểu bạn nhé. Nhìn lại một năm COVID đảo lộn thế giới. COVID-19 đã giúp chúng ta phần nào hiểu được ý nghĩa của hai từ đại dịch, hiểu được nỗi sợ hãi có thể khiến bản thân cũng như cộng đồng mất kiểm soát đến nhường nào. Có lẽ không còn thời điểm nào thích hợp hơn năm nay để tìm hiểu về phim kinh dị hay zombie xác sống để cảm nhận được nỗi lo lắng, hoảng loạn và bất lực trước sự nhỏ bé của con người. Nếu bạn chưa biết bắt đầu từ đâu, hãy tìm hiểu về phim kinh dị từ những chia sẻ của tác giả, review của anh Siêu trong bài viết The Exorcist và phim kinh dị. Trải nghiệm của tác giả từ những lần đầu xem phim kinh dị, những điều làm nên một bộ phim hay và cách đón nhận phim kinh dị như thế nào sẽ được đào sâu trong bài viết. Bên cạnh đó, review của anh Siêu về The Exorcist, bộ phim được xem là phim kinh dị xuất sắc nhất mọi thời đại, có thể là khởi đầu để bạn làm quen với thể loại phim này. Không chỉ dừng lại ở đó, là cái tên quen thuộc trong hội review phim, tác giả review của anh Siêu còn đem đến những list phim kinh dị siêu thú vị, đi từ những phim trước năm 2000, khi hiệu ứng chưa được chăm chút như hiện tại, cho đến những phim kinh dị mới nhất. Không chỉ là tóm gọn về nội dung phim, tác giả còn chỉ ra những điều cần lưu ý khi xem, như với cột mốc phim trước năm 2000, những phim dành cho người mới bắt đầu, những phim kinh dị khó xem, những phim nên xem cùng người ấy. Cùng Spider Room điểm qua một số phim kinh dị nằm trong list phim nên xem của tác giả nhé. Hereditary, một bộ phim kể chuyện có âm thanh cực kỳ rõ ràng và sắc nét. Các diễn viên bùng nổ với những màn breakdown để đời, đáng sợ tới hấp dẫn, gần như không thể rời mắt khỏi màn hình. The Silence of the Lambs, diễn xuất tuyệt vời là điều làm nên bộ phim. Nội dung rất hay và được xem là phần hay nhất trong bộ ba tiểu thuyết của Thomas Harris. Let the Right One In, có những điểm khiến bạn không nên bỏ qua bộ phim, như chủ đề rất quen thuộc, nhưng lại để lại những suy nghĩ nghiêm túc trong người xem. Bối cảnh phim và các tình tiết trong phim rất hấp dẫn, cao trào của phim thì rất đắt giá. American Psycho, đây vừa là một bộ phim kinh dị theo dòng slasher, vừa là một bộ phim dark comedy, nên nó khá là dễ coi. Đây cũng là một trong những phim kinh điển, nên mấy bạn mới xem phim kinh dị có thể yên tâm mà cắm tai nghe để cày đêm thôi. Các bạn có thể xem thêm một số list phim kinh dị được đính kèm trong bài viết ở trên Spider Room. Bên cạnh phim kinh dị, zombie hay xác sống cũng trở thành một trong những từ khóa hot nhất trong năm nay, cùng lan truyền ở diện rộng, cùng gây hoang mang và lo lắng. Tìm hiểu về zombie không chỉ là một cách để bạn thư giãn ngày Tết, mà có lẽ còn giúp bạn nhìn nhận rõ hơn về hoàn cảnh của bản thân trong năm đại dịch vừa qua. Tổng hợp những bộ phim về đề tài zombie hay nhất của tác giả Khánh Quốc Lê với những tựa phim như Train to Busan, Zombieland, World War Z, Doghouse sẽ là một lựa chọn thú vị để bạn tìm hiểu về chủ đề này. Hướng đến năm mới 2021. Sau một năm 2020 với nhiều biến động, bài học lớn nhất của chúng ta học được cho năm 2021 có lẽ là học cách trân trọng những điều xung quanh mình, giữ cho bản thân một thái độ sống tích cực, tìm thấy niềm vui từ những điều nhỏ bé. Đó có thể là học được một điều mới, đọc được một cuốn sách hay, đi lại quán quen cũ, hay đơn giản là xem được một bộ phim phù hợp với mình. Khởi đầu năm mới, cùng Spider Room khám phá list phim từ nhiều thể loại,
để bạn có thể nhâm nhi suốt Tết nhé. Phim nhiều phần: The Lord of the Rings, The Hobbit, Pirates of the Caribbean, Star Wars, Batman của Christopher Nolan. Phim kinh điển: Titanic, The Shawshank Redemption, Pulp Fiction, Man in Black. Phim tình yêu: La La Land, Stuck in Love, Me Before You, Manchester by the Sea. Phim chiến tranh: Saving Private Ryan, Inglourious Basterds, Hacksaw Ridge. Phim truyền cảm hứng: The Secret Life of Walter Mitty, Forrest Gump, The Pursuit of Happiness. Các bạn có thể vào bài viết trên Spy Room để tìm thêm một số list phim được chúng tôi đính kèm. Còn nếu bạn muốn thử sức với những thể loại phim hack não để không ngừng nghiền ngẫm và suy nghĩ, thì list phim hack não xem gì cho đủ đô của tác giả Tắc Kẻ Bông bao gồm các phim như A Clockwork Orange, The Usual Suspect, Perfect Blue, The Sixth Sense sẽ là list phim mà bạn không thể bỏ qua. Bên cạnh phim ảnh, YouTube cũng có thể là lựa chọn phù hợp nếu bạn muốn xem những video nhẹ nhàng, ngắn gọn và xúc tích hơn. Hãy cùng Spyroom điểm qua những channel YouTube về các lĩnh vực phổ biến nhất nào: Talk Show, The Ellen Show, The Late Late Show with James Corden, OWN, Oprah Winfrey Network. Phát triển bản thân: I'm Mai Trang, Olivia DeAndrea, John Fish, Ash Kimberly. Sách: Hà Khuất, Cà Rốt Mặt Thỏ, A Clockwork Reader, Hailey in Brooklyn. Kiến thức chung: Bloomberg, CGP Grey, Crash Course, Great Big Story, Kento Bento, Human Interest, Kuzgezak in a Nutshell. Một lần nữa, các bạn có thể vào bài viết trên Spy Room để có thể tìm thấy những thông tin cụ thể hơn. Còn nếu bạn muốn hardcore hơn, đi sâu hơn vào những chủ đề nhất định, thì đừng bỏ qua list những channel YouTube về các lĩnh vực sau đây: Khoa học, 3 Blue 1 Brown, Mind Your Decisions, Applied Science, Domain of Science, It's Okay to be Smart. Địa lý, Atlas Pro, Geography Now, National Geographic, Geography Focus. Lịch sử, Alternate History Hub, HHG, Epic History TV, Feature History, Geo History. Ẩm thực, Honeysuckle, Honeyki, Party Kitchen, Culinary Frank's Food Channel. Minimalism, Pick Up Lamps, Heal Your Living, Madeline Olivia. Với những danh sách phim và kênh YouTube như trên, Spyroom tin bạn đã trả lời được câu hỏi Tết này xem gì. Và đừng quên, bạn vẫn có một lựa chọn không kém phần thú vị là đọc bài trên website, xem video trên YouTube channel và nghe podcast trên Spotify của Spyroom nhé. Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ chúng mình. Hẹn gặp lại các nhện hữu trong năm Tân Sửu tới đây với hàng loạt dự án mới từ chúng mình nhé. Chúc bạn năm mới với thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Hy vọng các bạn thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung trên, thì xin hãy đăng nhập vào spiderroom.com để tìm đọc thêm. Mình là Việt Anh. Xin chào và hẹn gặp lại.